Xin chào tất cả các bạn học sinh yêu quý và các em thân mến. Hôm nay thì thầy trò chúng ta cùng tiếp tục học một bài giảng mới trong phần hình học lớp 11, chương học 2, đó là đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song. Các bạn và các em thân mến, trong các tiết học trước, thầy trò chúng ta đã học xong một số cái bài về phần đại cương đường thẳng mặt phẳng rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài giảng, đó là chứng minh 3 điểm thẳng hàng và 3 đường đồng quy. Các em yêu quý, đây cũng là một trong những cái dạng cũng không kém phần quan trọng, song hành cùng với cái phần tìm giao tuyến giữa hai mặt phẳng, tìm giao điểm giữa đường thẳng mặt phẳng. Thì ở trong bài chứng minh 3 điểm thẳng hàng và chứng minh đồng quy này thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển dựa trên cái kiến thức về giao điểm và giao tuyến đấy các em ạ. Thế thì khi mà làm được thêm các cái dạng này thì các em sẽ được tăng thêm điểm hơn. Các em cứ hiểu rằng như là trong một bài ví dụ thì có một câu giao tuyến, một câu giao điểm thì cũng sẽ có một cái câu nào đó về chứng minh 3 điểm thẳng hàng hoặc là 3 đường đồng quy các em nhé. Được chưa nào? Thế thì bài này chúng ta sẽ học trong một tiết thôi. Và nói chung ý, thì các bài tập trong này đều sẽ có phương pháp hết cho các em rồi. Bây giờ các em sẽ cùng tập trung vào bài giảng ngày hôm nay các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung của bài ngày hôm nay các em nhé. Chúng ta sẽ xét cho thầy vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất của thầy trò chúng ta chính là chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Các em nhìn rõ nhé, hôm nay chúng ta sẽ có hai vấn đề chính thôi. Thế thì về mặt phương pháp thì thầy trò chúng ta sẽ làm như sau. Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì người ta sẽ đi chứng minh 3 điểm đó cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt. Khi đó thì chúng thuộc trên giao tuyến của hai mặt phẳng đó. Các bạn em thân mến, trong phần này sẽ sử dụng lại cái lý thuyết đó là giao tuyến giữa hai mặt phẳng. Các em đều biết cái đường thẳng chung giữa hai mặt phẳng ấy, người ta gọi là giao tuyến. Nếu hai mặt phẳng phân biệt này có những điểm chung thì những điểm chung ấy chắc chắn phải thuộc trên cùng một giao tuyến các em nhé. Như vậy, các em nghe kỹ, muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì ta chứng minh 3 điểm này cùng thuộc về hai mặt phẳng PQ nào đó và chắc chắn chúng phải cùng thuộc trên một giao tuyến D nào đó. Các em đã nhớ chưa? Vì theo lý thuyết giao tuyến có nói, nếu như hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chắc chắn chúng còn ít nhất là một điểm chung nữa, và tập hợp những cái điểm chung ấy nối lại ta thu được một đường thẳng chung giữa chúng, gọi là giao tuyến. Đây, chẳng hạn muốn chứng minh 3 điểm ABC thẳng hàng. Người ta sẽ để ý và chứng minh 3 điểm ABC này đều là điểm chung của hai mặt PQ nào đó. Chẳng hạn, đấy, tìm một cái mặt nào đó bao chứa lấy chúng. Đây là mặt P chẳng hạn. Và một mặt nữa, đây, đó là mặt Q. Đấy. Và giao tuyến giữa hai cái bắc này là một cái đường thẳng D nào đó. Đấy, được chưa? Đường thẳng D. Các em đã rõ chưa nào? Thì khi mà chứng minh được ABC đều là điểm chung của hai mặt phẳng thì chứng tỏ rằng chúng phải thuộc cùng một đường nào đó, vậy chắc chắn chúng thẳng hàng. Cứ nhớ như thế là xong, rất đơn giản. Chứng minh điểm chung khá đơn giản. Các em chỉ việc để ý xem cái điểm chung ý là nó có sẵn chưa. Nếu các điểm chung này mà nó đã có sẵn rồi thì lại quá may mắn. Còn nếu không thì chúng ta tiếp tục sử dụng các phương pháp vẽ và cắt như hôm trước trong cái bài giao tuyến ấy. Đấy, tại vì có những cái điểm chung chúng ta không thể nhìn thấy ngay mà chúng ta phải nối hai đường thẳng A và B nào đó trong hai mặt phẳng P và Q, đúng không? Chúng ta cho nó cắt nhau. Nhưng hai đường thẳng ấy, A và B ấy phải đảm bảo điều kiện là gì? Đồng phẳng. Thì trong bài toán đó thầy đã, trong bài toán trước đó thì thầy đã nói với em là cách nhìn ra hai đường đồng phẳng và không song song, đúng không? Thì mới cắt được nhau. Ta để ý xem lại lý thuyết phần đó nhé. Phải cắt nó đúng, chứ không nó cắt sai là không được đâu. Nhớ chưa? Thì bây giờ thầy trò chúng ta có thể khái quát lại thành như sau. Như vậy, chỉ cần chứng minh được điểm chung thì người ta có thể ghi là A thuộc P giao Q, thế này cũng được. Tức là A thuộc trên giao tuyến của P và Q. Thì chúng ta đọc là A là điểm chung của P và Q đều như nhau. Viết thế này là viết dưới dạng ký hiệu cho các em ngắn gọn dễ hiểu. Còn các em có thể ghi là A thuộc P, A thuộc Q, A là điểm chung thứ nhất của P và Q.
các cách viết đều được chấp nhận bình thường. Viết như thế này là ổn này, ABC đều thuộc P giao Q. Từ đấy suy ra ABC thẳng hàng, có thể viết ngắn gọn đơn giản thế này thôi là ổn rồi, là người ta hiểu rồi đấy. Đấy là phần trình bày. Như vậy, khi đó ta nói ABC cùng thuộc trên giao tuyến D của P và Q. Ok nhé, bây giờ chúng ta xong cái chỗ này rồi. Bây giờ thì các bạn và các em sẽ cùng đến với phần 2 bài tập áp dụng. Các em sẽ làm cho thầy bài thứ nhất trước. Bài thứ nhất có nội dung như sau, rất là quen thuộc đây. Cho tứ diện SABC trên SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm DES. Các em nghe kỹ các cái chỗ cắt nhau này, đề đã nói hộ cho mình, chỉ cần vẽ thôi này. DE cắt AB tại I, EF cắt BC tại G, DF cắt AC tại K. Chứng minh rằng 3 điểm IJK thẳng hàng. Đúng không? À đấy. Các em nên nhớ một điều đó là đây là chúng ta đang chia dạng ra để học, thì thường mỗi một phần này của thầy chỉ có từ khoảng 1 đến 2 ý thôi. Nhưng về sau, sau cái bài này, chúng ta sẽ có thêm những cái bài tập lớn tổng hợp các dạng, có thể trong một bài là gồm đầy đủ tất cả các ý đấy. Các em có hiểu ý không nào? Chứ không phải là về sau một bài nó chỉ có mỗi chứng minh thẳng hàng là xong đâu nhá. Có nghĩa là trước đó là đã phải có các cái ý như là tìm giao tuyến và giao điểm rồi. Có các cái ý đó hỗ trợ cho rồi thì đến khi chúng ta làm cái chứng minh thẳng hàng này chúng ta nhìn rất là dễ. Các em đã rõ chưa? Rồi. Thế bây giờ các em cùng tập vẽ hình trước đi. Được chưa nào? Thì thầy sẽ vẽ hình cho các em nhé. Chúng ta tập vẽ trước và chứng minh. Nào bây giờ chúng ta cùng nhìn lại về đề bài, chúng ta cùng để ý cách vẽ. Thứ nhất, vẽ cho thầy tứ diện SABC. Chúng ta vẽ đáy là tam giác ABC ở dưới trước. Vẽ cạnh dài nhất úp vào trong, nét khuất. Đây là BC đi. Các em cứ vẽ liền trước đi. Em đừng hỏi tại sao thầy vẽ nét đất vội, vì khi tí nữa cái hình ban đầu thì mình vẽ ở dưới này thì hai cái này đáng nghĩa là nét liền. Nhưng khi mà vẽ xong cái hình tổng quát thì có một số chỗ nét nó không nhìn thấy nữa thì mình lại phải che khuất đi. Đây là do thầy thể hiện luôn cái hình cuối cùng. Thế nên là đầu tiên là các em cứ vẽ cho thầy liền đi đã nhé. Rồi tí nữa thầy sẽ chỉ cho. Còn nhớ là cứ vẽ bình thường, chỗ này cứ vẽ liền đi. Vẽ liền đi đã. Đây là ABC. Các em rõ chưa? Bây giờ chúng ta nối từ điểm S rơi xuống ba cái này thì chúng ta có ba cạnh bên đây. Như vậy chúng ta đã vẽ xong. Nhớ là chỗ này cứ vẽ liền cho thầy đi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho thầy lấy 3 điểm DEF. Các em chú ý là không cần nhất thiết lấy trung điểm đâu. Đề không hề nói lấy trung điểm. Chúng ta mà lấy cố đặc biệt quá thì tí nữa nó thành song song mất đấy. Nên cố gắng vẽ các điểm, một điểm cao thì một điểm thấp, để cho tí nữa nó còn cắt được nhau. Nhớ chưa? Vẽ song song đều hết là nó không cắt được đâu. Lấy 3 điểm DEF. Đây, D, E. Chẳng hạn D ở đây thì đây là E đi. Đây là F đi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái thứ nhất cho thầy. Đó là DE. Đây DE này. Cắt AB tại I. Đây. Em phát hiện ra cái thứ nhất. DE và AB cùng thuộc trong mặt phẳng bên trái, đó là SAB. Nên chắc chắn kéo dài là cắt nhau. Rớ kem mà cố tình để hai cái chỗ trung điểm thì cả đời nó chả cắt được, vì lúc ấy nó trở thành song song mất. Thế em kéo cái chỗ này ra em cắt giúp thầy. Em đầu tiên em cứ vẽ nét liền, em cứ cắt thoải mái nhá. Cứ vẽ lên liền đi đã. Để cắt chỗ này ta gọi là I. Tiếp tục. EF cắt BC tại G. Đây là F đi. F là thuộc SC đúng không? Đây EF kéo ra một phát. Em nhìn này. Kéo chỗ này một phát. Đúng không? Là xong nhá. EF cắt BC, chúng ta kéo cái chỗ này ra. Vì EF và BC đồng phẳng, cùng thuộc trong mặt phẳng bên tay phải, đó là SBC, nên chắc chắn là cắt được nhau và cắt tại G. Tiếp tục nối tiếp DF cắt AC tại K. Vì sao cắt được ta biết rồi. DF và AC cùng thuộc trong mặt phẳng sau, đó là mặt phẳng SAC, nên chắc chắn là cắt được. Một lần nữa nhắc lại về nguyên lý tại sao cắt được nhé. Nhiều bạn lại cứ cho cắt linh tinh thì không hiểu đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào 3 điểm IJK nối lại. Người ta thấy thẳng hàng thật. Như vậy đường này thầy vẽ màu vàng đặc biệt. Các em có công nhận với thầy một điều là khi thầy vẽ IJK vào thì thầy coi như là một số cái nét coi như là không nhìn thấy không? Thì lúc này coi như là cái nét này không nhìn thấy nhé. Bây giờ có nhiều nét coi như không nhìn thấy lắm. Em có hiểu không? Bây giờ có nhiều vẽ thế này là coi chừng bây giờ là nhiều nét không nhìn thấy lắm. Đây này. Nếu mà vẽ đúng nhá
Thì tí nữa, một số đường sau đây là có khi là em phải chuyển hết thành nét đất, đúng không? Ví dụ như là lúc này là tự nhiên cái đường bên trong này nó không nhìn thấy này, đất này, đúng không? Còn cái mặt đây, còn cái này thì nhìn thấy rồi. Ok, đấy, có nhiều thứ nó không nhìn thấy đâu. Rồi tí nữa, ngay cả mấy cái đường ở cái chỗ này này, coi như là nó che khuất rồi đi. Thôi cái chỗ mà nét đất hay nét liền, cái chỗ này nó không quan trọng nữa. Chỗ này các em cứ về các em vẽ sao cho cẩn thận nhé. Xin nhắc lại một lần nữa, ban đầu chúng ta có thể vẽ một số cái là nét liền, nhưng mà sau thì cái hình vẽ một số chỗ nó trở thành đất hết. Nhớ nhé, một số chỗ xong nó thành đất. Còn đấy, tí nữa có một số chỗ nào cần đổi về thế này, có một số chỗ nào mà cần đổi về đất thì em có thể tự đổi nhé. Cái chỗ này thì cũng không quá gọi là quan trọng đâu. Thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng chứng minh rất là đơn giản như sau. Bây giờ thầy dặn dò một tí này, chỉ để chứng minh 3 điểm Ijika thẳng hàng đấy, giờ chúng ta chứng minh Ijika cùng thuộc trong mặt phẳng gì là xong. Nó là điểm chung của mặt phẳng gì. Các em có thể tập suy nghĩ một tí như sau. Các em nhìn rất rõ, Ijika nối thành 3 điểm. Chúng ta có thể đoán ra ngay, đó là Ijika chắc chắn là thuộc trên mặt phẳng đáy. Đó là mặt phẳng dưới này, mặt phẳng ABC. Em công nhận không? Này, chắc chắn nó thuộc mặt phẳng dưới đáy, là mặt phẳng ABC. Như vậy chắc chắn là chúng ta mò ra một cái mặt phẳng đầu tiên rồi nhá, ABC này. Cái thứ hai, thực ra là em nhìn rất là dễ, em có thể đoán ra ngay. Ijika do sự cắt nhau giữa ba cái ông, đó là cái ông AB. Đây, AC, BC. Chắc chắn là ba cái đường này là nó phải thuộc trong cái mặt phẳng ở dưới đáy là ABC, là quá chuẩn rồi. Cái thứ hai, nó còn thuộc trên DE, EF, DF. Nó cắt nhau thì chắc chắn nó phải thuộc trên cái mặt phẳng chứa ba cái mặt phẳng mà nó chứa ba cái cạnh ý thôi. Như vậy là DEF rồi. D, E, F. Như vậy em chỉ cần chứng minh làm sao mà nó thuộc hai mặt phẳng ABC và DEF là quá chuẩn. Thế thôi. Đúng chưa? Bây giờ thì thầy trò chúng ta cùng xem lời giải chi tiết. Thế bây giờ cách trình bày rất là đơn giản như thế này. Y, đây xét điểm Y trước nhé. Y lúc nãy là giao của ai? Của AB và DE. Như vậy Y thuộc AB, Y thuộc DE, nên chắc chắn Y là điểm chung của hai mặt phẳng ABC và DEF. Ok. Tương tự như vậy, G là giao điểm của BC và EF, nên chắc chắn thuộc mặt phẳng ABC và thuộc mặt phẳng DEF là chắc chắn do sự kéo dài. Cuối cùng là G cũng tương tự, K cũng tương tự là do sự cắt nhau giữa AC và DF, nên chắc chắn là K cũng là điểm chung thứ ba. Cái điều này là bây giờ là rất là hiển nhiên và quá rõ ràng rồi. Như vậy bây giờ nhá, chúng ta có thể trình bày được rồi đúng không? Ok. Giải, ý thứ nhất, trình bày theo đúng mà đề người ta cho cái gì thì mình viết vào đấy thôi. Đây, Y thuộc DE, DE nằm trong mặt phẳng DEF. Y thuộc AB, AB chứa trong ABC. Các em cẩn thận, các em có thể ngắt thành hai dòng cũng được. Tức là em ghi là Y thuộc DE, xuống dòng em viết tiếp DE nằm trong DEF. Viết hai dòng nó càng tốt. Đây là thầy theo thói quen. Thôi coi như là quy ước của thầy trò chúng ta rồi nhé. Bạn nào thích cẩn thận thì ra lớp có thể vẽ đầy đủ rồi viết thêm dòng thứ hai vào nữa. Xong cuối cùng là suy ra là Y thuộc cả DEF và thuộc cả ABC. Thầy xin phép là thầy quen viết thế này cho nó nhanh gọn, hiểu không? Viết thế này là hiểu rằng một phát là bắc cầu luôn, là coi như là Y là thuộc trong DEF luôn. Kết luận Y, kết luận thứ nhất, Y thuộc giao của DEF và ABC, hay em có thể đọc là Y là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng này cũng được. Hoàn toàn tương tự như vậy, ta có G, G thuộc EF, G thuộc BC, G là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Hoàn toàn tương tự, K thuộc DF, K thuộc AC, K là điểm chung thứ ba. Theo đúng phong cách trình bày của thầy trò chúng ta, cứ thế mà làm thôi, đúng không? Làm thế này cho ngắn gọn. Thế từ 1, 2, 3, các em ghi thêm vào vở nhé. Thầy đánh dấu thế này rồi, các em tự ghi vào vở cho thầy chỗ này nhé. Từ 1, 2, 3, thì ta có thể suy ra ngay, đó là Ijika đều thuộc giao của hai mặt phẳng DEF và ABC. Kết luận, 3 điểm này thẳng hàng. Đây là điều phải chứng minh. Các em tự ghi thêm từ 1, 2, 3 vào đây nhé. Cái việc trình bày thêm 1, 2, 3 này vào để cho nó tăng thêm tính chặt chẽ và khoa học đấy.
có hiểu ý chỗ này không? Như vậy là bài tập số 1 đã kết thúc thành công. Như vậy các em chỉ việc để ý một tí các cái điểm lúc nãy người ta cho là sự giao cắt bởi các đường gì, các em lân la về tìm ra hai cái mặt phẳng ý, thế là xong thôi. Dễ không? Bài này đầu tiên là rất là dễ. Việc trình bày không khó khăn gì cả. Nếu hiểu thì việc trình bày không còn khó, chứ không phải là dài hay là gì đâu. Nó rất là đơn giản thôi. Thầy cũng không nghĩ là nó dài hay là khó gì ở đây cả. Thế bài đầu tiên là ok. Kết thúc thành công bài tập số 1 ở đây. Các bạn và các em sẽ cùng làm cho thầy bài tập số 2 trong phần là chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Cho 3 điểm ABC không thẳng hàng và nằm ngoài mặt phẳng Q nào đó. Giả sử các đường thẳng BC, CA, AB lần lượt cắt mặt phẳng Q này tại 3 điểm MNP, chứng minh rằng MNP thẳng hàng. Chúng ta cùng nhìn thấy hình vẽ. Cái thứ nhất, vẽ mặt phẳng Q. Chúng ta có thể vẽ hình bình hành, ví dụ như thế này. Các em đã rõ chưa? Lấy 3 điểm ABC không thẳng hàng và nằm ngoài mặt phẳng này. Các em nên nhớ một điều rất hay. Qua 3 điểm không thẳng hàng chắc chắn tồn tại một mặt phẳng theo đúng các cái vấn đề ở bài 1 đã học ấy. Thế nên 3 điểm ABC không thẳng hàng thì chắc chắn là nó lập thành một mặt phẳng ở ngoài ABC. Ví dụ thế này. Coi như em tự lấy 3 điểm chấm ở đây nhé. Ở đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ để ý này. Các đường thẳng BC, CA, AB cắt mặt này kéo xuống kiểu gì nó cắt thôi. Tại vì em cứ kéo thoải mái xuống thì nó cắt mà. Đây, BC kéo xuống một phát cắt luôn. Chỗ này là M. Thì tí nữa tiếp CA kéo xuống cắt phát nữa, AB kéo xuống cắt phát nữa, ba phát cắt này tạo ra MNP. MNP khi nối ba cây này lại ta phát hiện ra ở thẳng hàng thật, được chưa? Chứng minh MNP thẳng hàng. Như vậy rất đơn giản, ta chỉ cần chứng minh MNP cùng thuộc trên cái giao tuyến ở cái đường màu xanh này này. Cái giao tuyến đường màu xanh này này chính là giao tuyến của hai mặt phẳng gì? Chính là hai mặt phẳng, ôi nhìn rõ quá phần 1 rồi. Cái đường này chắc chắn là bài này chỉ có hai mặt thôi, còn mặt nào nữa? Mặt thứ nhất là mặt Q người ta cho. Và cái thứ hai đó là mặt ABC. Mới đầu mà các em lấy 3 điểm không thẳng hàng các em vẽ thì mới đầu em có cảm giác như ABC chỉ là một cái tam giác con, nhưng mà thực ra các em phải hiểu rộng ra, mặt phẳng nó phải mở rộng về tất cả các phía. Rõ ràng là MNP là giao của ba cái đường tương ứng BC, CA, AB. Nên chắc chắn MNP phải thuộc trên mặt phẳng ABC là chắc chắn rồi. Ngoài ra nó cắt mặt phẳng Q thì nó cũng phải là điểm chung nữa của mặt phẳng Q chứ còn cái gì nữa. Như vậy từ đây dễ dàng chứng minh được là MNP là thuộc hai mặt phẳng này. Trong bài này là đây là một cái bài mà nó gọi là rất là cơ bản đấy, để nó minh chứng cho cái phương pháp của thầy trò chúng ta trình bày. Bây giờ chúng ta có thể giúp thầy trình bày ngắn gọn đơn giản đi. Không cần phải trình bày dài hơn như là ở cái bài 1 nữa đâu. Có thể viết ngắn như thế này cũng được, chấp nhận được. Ta có 3 điểm MNP lần lượt thuộc về hai mặt phẳng, đó là mặt Q và mặt ABC. Còn giải thích, các em có thể tự ghi lại trình bày giống như bài trước, đó là M thuộc Q, M thuộc BC, M là điểm chung 1. Chuẩn. N thuộc Q, N thuộc AC, N là điểm chung 2. P thuộc Q, P thuộc AB, P là điểm chung 3. Nên ta có thể nói ngắn gọn luôn, 3 điểm này cùng thuộc giao của hai mặt phẳng này. Ta gọi là giao tuyến, ta gọi đường thẳng D nào đó đi. Đây cũng là một cách trình bày nữa, vẫn được. Cùng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng. Mà bài này còn hai mặt nào nữa ngoài hai cái mặt này? Đề nó nói rất rõ rồi. Vậy kết luận 3 điểm thẳng hàng đá phải con mèo. Xong. Như vậy bài này là minh chứng rất rõ ràng cho cái phần chứng minh thẳng hàng các em nhé. Kết thúc thành công bài tập số 2 ở đây. Các em thấy hay không?